Những câu chuyện về cách dùng người của ông Nguyễn Cơ Thạch. Ông Nguyễn Cơ Thạch sử dụng người hết sức linh hoạt mà cũng rất bài bản. Tất cả vì một nhiệm vụ chung. Đó là triết lý của ông. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Niên dành tặng cho Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Chúng ta đều biết, Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch luôn bản lĩnh khi đương đầu với các vấn đề quốc tế, luôn tự tin, lạc quan và luôn tìm mọi khe hở dù nhỏ nhất để tìm ra lối đi. Tư tưởng của ông đi trước thời đại, ngay cả việc dùng người của ông cũng vậy, rất quyết đoán và chính xác. Vậy, ông đã dùng những ai và dùng như thế nào? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngay sau đây. Chân dung lịch sử mời quý vị cùng theo dõi. Câu chuyện về Karl Thayer. Năm 1973, sau khi ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, ngoài phe xã hội chủ nghĩa, trong đó có Úc. Nguyên Ngoại trưởng Mỹ Kissinger cũng là người rất ngại Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch. Ông ta đã từng phải thốt lên rằng: "Nguyễn Cơ Thạch là người khiến cho tôi e ngại nhất trong phái đoàn Việt Nam vì những kỹ năng đàm phán rất xuất sắc." Khi Việt Nam và Mỹ đàm phán ở Hội nghị Paris, ông Nguyễn Cơ Thạch vừa là người chủ trì việc khởi thảo dự thảo hiệp định, cũng là trợ lý cho ông Lê Đức Thọ, kiêm trưởng đoàn chuyên viên của Việt Nam ở hội nghị. Bởi ông Nguyễn Cơ Thạch luôn biết cách tạo ra lợi thế cho Việt Nam trên bàn đàm phán. Ông Nguyễn Duy Niên được cử làm đại biện lâm thời. Lúc đó, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa vẫn có sứ quán ở Úc. Ông Niên kể: "Ngày tôi qua Canberra để lập sứ quán, ra sân bay đón tôi là Karl Thayer, một người Mỹ tên là Christina và một Việt Kiều yêu nước. Họ mang cả khẩu hiệu ra để đón tôi ở sân bay." Sau khi thành lập xong sứ quán, ông Niên bắt đầu giao lưu nhiều với Karl Thayer. Karl Thayer sang Sài Gòn năm 1967, sau khi tốt nghiệp Đại học Brown ở Mỹ trong chương trình International Voluntary Services, dạy tiếng Anh trong vòng một năm. Hàng tuần, có thời gian rảnh là Thayer lại qua thư viện tìm sách về lịch sử Việt Nam. Ông Thayer lấy bằng thạc sĩ ở Đại học Yale năm 1971, sau đó sang Úc sinh sống và làm việc. Thayer là nghiên cứu viên tại Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng Úc. Ông Thayer rất có cảm tình với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lúc đầu, Thứ trưởng Nguyễn Cơ Thạch cũng không biết gì về ông Karl Thayer, nhưng nghe ông Niên báo cáo về, nói rằng ông làm ở Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng Úc và rất có cảm tình với Việt Nam, ông Thạch vội bảo ông Niên nghiên cứu kỹ và mời ông Thayer thăm Việt Nam. Cùng với Karl Thayer, ông Thạch còn yêu cầu mời David Moore, một nhà sử học của Úc, gốc Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam chống Pháp, vốn đã khá nổi tiếng. Ông Niên rất ngưỡng mộ Thayer. Ông ấy hiểu rất rõ về lịch sử và chính trị Việt Nam nên phân tích tình hình rất chuẩn và có tầm nhìn xa. Karl Thayer đã kiên trì trong việc tổ chức cho ông Niên nói chuyện với sinh viên về Việt Nam. Ông Niên nói, sau mỗi buổi nói chuyện và trả lời câu hỏi, sinh viên Úc mới hiểu Việt Nam đấu tranh vì sự thống nhất dân tộc chứ không phải là cuộc chiến tranh ủy quyền. Mãi đến năm 1981, ông Thayer mới nhận lời mời của ông Nguyễn Cơ Thạch, lúc đó đã trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Giáo sư Thayer nói, ông Thạch đã tiếp tôi khá lâu, cung cấp cho tôi những gì diễn ra ở Campuchia và ở phía Bắc trước đó 3 năm, hết sức cụ thể và cô đọng. Ông Thạch còn tổ chức một chuyến đi cho ông qua Campuchia để phối kiểm thông tin. Ông Thạch là một người có tầm nhìn thật đặc biệt. Ông Karl Thayer không những ủng hộ Việt Nam mà còn tác động đến những học giả Mỹ và Úc mà ông quen biết để họ hiểu và ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Chính vì vậy, công lao của ông Thayer là rất lớn. Để có được điều đó, chúng ta không thể không nhắc tới tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch khi quyết định mời Thayer qua Việt Nam. Đổi lấy bà Tôn Nữ Thị Ninh. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, lại có một kỷ niệm khác với ông Nguyễn Cơ Thạch. Sau khi đi học bên Pháp và giúp đỡ phái đoàn đàm phán Paris về công tác phiên dịch, năm 1972, bà Tôn Nữ Thị Ninh về Sài Gòn dạy học. Sau năm 1975, do một sự tình cờ, bà gặp lại ông Xuân Thủy, trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Paris của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, người đã quen với bà khi bà giúp đoàn đàm phán. Bà Ninh nhớ ông Thủy từng có nói một câu: "Cháu dạy cũng giỏi, cũng có ích cho việc đào tạo người tài cho đất nước. Nhưng người khác có thể thay cháu dạy học,
còn cái tài đối ngoại của cháu thì không ai thay được. Sau đó bà đã cân nhắc, hỏi ý kiến của cha, rồi theo ông Thủy ra Bắc về Ban Đối ngoại Trung ương. Đến năm sau, 1980, bà theo đoàn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm Ấn Độ với tư cách phiên dịch. Trong đoàn có Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Ông Thạch quan sát tôi rất kỹ. Sau chuyến đi, ông lại gần tôi và nói: "Cô Ninh này, qua Bộ Ngoại giao đi." Bà Ninh nhớ lại: "Nghe ông nói vậy, tôi sung sướng quá. Nhưng tôi nói với ông là ông Xuân Thủy vừa đưa tôi về Ban Đối ngoại, lo lắng nhà cửa cho tôi, lẽ nào tôi lại bỏ đi?" Bà nói thêm với ông Thạch rằng bà phải ở tạm đến khi ông Xuân Thủy về hưu. Ông Xuân Thủy về hưu năm 1982, nhưng ông Thạch thấy bà Ninh rất giỏi, ông không chờ được. Ông đã vận động và thuyết phục ông Thủy, rồi cuối cùng quyết định đánh đổi một người trong Bộ Ngoại giao sang làm Phó trưởng Ban Đối ngoại Đảng. Lâu quá rồi nên bà Ninh cũng quên tên người đóng thế bà. Sang Bộ Ngoại giao, ông Thạch nói với bà Ninh: "Có hai vị trí dành cho cô, một là ở vụ Bắc Mỹ, hai là ở vụ các tổ chức quốc tế." Hồi đó, về vụ Bắc Mỹ là ước mơ của hầu hết tất cả các sinh viên ngoại giao mới ra trường về nhiều mặt. Nhưng ông Thạch cũng lưu ý thêm: "Về vụ các tổ chức quốc tế tha hồ mà tranh luận ở Liên Hợp Quốc với đại diện các nước khác, nhất là các siêu cường, mà cô lại rất giỏi hai ngoại ngữ Anh và Pháp." Vậy là bà Ninh đã quyết định, và trong suốt cuộc đời, bà không ân hận về sự chọn lựa của mình khi đó. Vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Cố Tổng lãnh sự Quảng Châu Dương Danh Di vốn không học ngoại giao và được phân công làm đại diện thương mại Việt Nam ở Bắc Kinh, ở cùng với sứ quán. Vốn liếng kiến thức về Trung Quốc của ông khiến cho một cán sự ở sứ quán là ông Lưu Đoàn Huynh rất thích. Hai người sau đó trở thành bạn thân. Khi về nước, ông Huynh có giới thiệu ông Di với vụ trưởng vụ Trung Quốc là ông Hoàng Bảo Sơn. Sau khi nói chuyện với ông Di, ông Hoàng Bảo Sơn có nói lại với ông Huynh rằng: "Tay này ghê gớm lắm, nhưng mình dùng được, chứ để hắn lọt vào tay người khác, họ chủ hắn chết." Tính ông Dương Danh Di khá đặc biệt, kiên quyết cãi đến cùng để bảo vệ ý kiến mà ông cho là đúng của mình. Nghe ông Hoàng Bảo Sơn nói vậy, ông Di đã theo ông Sơn về Bộ Ngoại giao. Ông Di có cách nghiên cứu khá đặc biệt, không giống bất kỳ ai khác. Ông Di nói: "Tôi trước hết nghiên cứu tổng thể, từ lịch sử, chính trị, kinh tế đến quan hệ song phương, chứ không kiểu đợi trên gõ xuống cái gì mới nghiên cứu cái đó. Chẳng hạn về các đại hội đảng của Trung Quốc, đại hội nào giải quyết vấn đề gì, tôi đều nắm hết." Vì vậy, hễ có việc gì liên quan đến Trung Quốc, ông Thạch lại gọi ông lên trao đổi trực tiếp. Ông Thạch nói: "Làm việc với những lãnh đạo khác, không hiểu biết gì, chán lắm. Có việc gì cậu cứ lên đây, anh em mình trao đổi, bàn bạc." Ông Di nhớ nhất là năm 1966, trong cuộc cách mạng văn hóa, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đặng Tiểu Bình bị Chủ tịch Mao Trạch Đông kết tội là tên tư bản số 2 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách tuột hết các chức vụ. Thứ trưởng Nguyễn Cơ Thạch có hỏi ông Dương Danh Di rằng liệu Mao Trạch Đông có giết Đặng Tiểu Bình không? Ông Di nói rằng: "Chắc là không, vì Mao biết Đặng là người giỏi, có lúc vẫn dùng." Kết quả đúng như vậy, đến năm 1973, Đặng Tiểu Bình được phục chức. Ông Di được ông Thạch tăng lương trước thời hạn. Dù ông Thạch muốn đề bạt ông Di lên cấp vụ, nhưng nhiều người không thích vì tính ngang bướng của ông. Ông Di vẫn chỉ làm cán sự rồi chuyên viên Bộ Ngoại giao, nhưng có một điều khác biệt. Ông Dương Danh Di và ông Lưu Đoàn Huynh là hai cán sự rồi chuyên viên duy nhất được tham dự giao ban cấp vụ của Bộ Ngoại giao. Ông Di vẫn kiên trì làm tư vấn cho lãnh đạo Bộ Ngoại giao về tình hình Trung Quốc và tham gia vào các đề tài lớn về Trung Quốc. Dù là học trò, trợ lý của ông Nguyễn Cơ Thạch, được ông Thạch hết sức tin tưởng. Ví dụ như lên trình trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Đức Thọ về việc bỏ điều 1, coi Trung Quốc là kẻ thù số 1, ra khỏi Hiến pháp năm 1980, ông Nguyễn Di Niên cũng phải chấp nhận quy trình khi được thăng chức. Ở Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch đã định ra quy trình trước khi một cán bộ được công nhận cấp vụ. Thử thách một số năm, với cương vị mình sẽ làm, sau đó sẽ được bỏ phiếu xem có đạt không. Ông Niên mất 3 năm, từ năm 1976, sau khi làm đại biện lâm thời tại Úc, đến năm 1979, làm trợ lý vụ trưởng trước khi trở thành vụ phó vụ châu Á 4. Ông lại mất 3 năm từ năm 1984 đến hết năm 1986 làm trợ lý bộ trưởng, cho đến khi được bỏ phiếu và chính thức được phong thứ trưởng vào tháng 2 năm 1987. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Di Niên kết luận:
Ông Nguyễn Cơ Thạch sử dụng người hết sức linh hoạt mà cũng rất bài bản. Tất cả vì một nhiệm vụ chung, đó là triết lý của ông. Bạn có cảm nhận như thế nào về cách dùng người của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch? Hãy để lại bình luận xuống phía cuối video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.